Xin chào các bạn. Không biết là các bạn nào chúng ta biết tới cái câu chuyện là vịt hóa thiên nga không nhỉ? Thì cái câu chuyện đó nói ngắn gọn nhất á, tức là có một cái bà mẹ vịt thì bà đẻ ra một loạt những cái con vịt con. Thì hầu như con nào cũng đẹp, chỉ có một con cuối cùng là nó xấu, nó không giống như con vịt. Và thật sự là với cái câu chuyện mà vịt hóa thiên nga đó thì mình thật sự đang cảm thấy nó rất là giống với lại cái con K30 như thế này. Thì nhà Xiaomi đã cho ra rất là nhiều những cái sản phẩm K20 hoặc là một số những sản phẩm Xiaomi khác thì ngày càng đi lên, ngày càng đẹp lên, nó càng tiến bộ hơn. Nhưng thật sự là trong cái dòng K thì có K20, K20 Pro bán rất chạy và rất là đẹp, rất là ngon lành. Nhưng tự nhiên lòi ra cái con K30 này thì bị chê chắc rất là nhiều và thật sự là có thể cho đây là một cái bản cải lùi luôn. Thì thật sự là với cái con K30 này nó lùi tới mức độ như thế nào và nó có thật sự là lùi hay không và nó bị chê tới mức độ như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về những cái trải nghiệm ban đầu, những cái cảm quan khi mà được sử dụng lần đầu tiên về cái con Xiaomi Redmi K30 này. Hãy cùng mình bắt đầu vào video để đánh giá cái sản phẩm K30 này nhé. Đầu tiên nếu như nhìn vào cái mức giá thì có thể hiểu được lý do tại sao mà K30 nó lại không được bằng với lại K20 và K20 Pro. Đó là bởi vì cái mức giá của cái con K30 này các bạn thấy rất rõ là nó rẻ hơn hẳn so với hai con kia. Nên vì thế chúng ta sẽ bị cắt giảm đi một số thứ. Cái thứ đầu tiên mà đập vào mắt mọi người có thể thấy được liền đó là về cái phần cảm biến quang chiếu vân tay. Thì với K20, K20 Pro mọi người được sử dụng cảm biến vân tay quang học trong màn hình, mang lại cho mọi người những cái trải nghiệm nó rất là tiên tiến, nó rất là thời đại, giúp cho chúng ta bắt kịp xu hướng, bắt kịp trend. Nhưng mà với K30 thì chúng ta lại chuyển qua camera sử dụng ở bên góc màn hình hoàn toàn y chang như Sony á. Y chang như Sony luôn, hoặc là giống như cái con S10e mà mình đang sử dụng á. Nó cũng sử dụng cảm biến vân tay mà nằm ngay cái nút nguồn như thế này. Cái điểm thứ hai á, đó là với trend mà camera pop-up thì cũng đang rất là hot. Nhưng bây giờ tự nhiên với K30 không được áp dụng camera pop-up ở trên K20, 20 Pro nữa. Mà cái dạng camera này nó lại được áp dụng như ở trên cái chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Thật sự mình phải nói là S10, Samsung họ còn không dám áp dụng tiếp cái cụm camera này cho cái sản phẩm tiếp theo của họ, mà Xiaomi lại đi áp dụng cái cụm camera này lên chính chiếc máy của họ, thì mình thật sự mình phải nói rằng họ đang nghĩ cái gì vậy ta? Thực sự là không thể hiểu được Xiaomi đang có ý đồ như thế nào, hay là tung ra K30 để thử để mà chơi như thế thôi, sau đó sẽ tung ra một cái sản phẩm nó hot hơn, nó đẹp hơn. Thì cụ thể hơn á, thì với cái sản phẩm K30 này, cái điểm nhấn lớn nhất của họ đó là ở cái phần màn hình. Họ sẽ trang bị cho các bạn cái màn hình với cái tốc độ là 120Hz, sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm nó rất là nhanh nhạy và nó mượt mà. Thì với người tiêu dùng mà quan tâm nhiều về cái phần 120Hz này á, thì họ mới thấy thực sự nó có cái hay. Nhưng với người tiêu dùng bình thường thì với những cái màn hình khác nó là 60Hz thì nó cũng đã mang lại cho mọi người rất là nhiều cái trải nghiệm tốt rồi. Vuốt qua lại thì chẳng qua là nhìn nó mượt mà hơn, nó ngon lành hơn thôi. Chứ thật ra thì nó cũng đâu có cái gì gọi là quá xịn sò đâu. Một số những cái game mà các bạn chơi á, thậm chí là PUBG Mobile bây giờ thì mình thấy là nó cũng chỉ đang hỗ trợ lên cái mức là cực độ, đó là ở cái mức là 60 frame thôi, chứ nó vẫn chưa có hơn được nữa. Nếu như các bạn chơi ở trên cái con máy này thì nó cũng chỉ là 60 frame, chứ nó không thể nào vượt trội hơn quá nhiều, thì nó cũng không phải là cái vấn đề mà chúng ta quan trọng quá. Và với cái con K30 này các bạn nhìn này, nó sẽ cầm nó dày hơn rất là nhiều so với lại con K20, đó là bởi vì cái viền của nó không có được làm nhọn vô, không có được làm cong vô, nên là chúng ta cầm nó cảm giác nó rất là thô là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó được thiết kế hoàn toàn full nhựa, thì nó cầm nó rất là ộp ẹp và nó nhẹ, nó không có đầm tay như là con K20 và con K20 Pro, thì hoàn toàn mình không thích cái vấn đề này thế nào luôn ấy. Và lý do tại sao nó lại làm dày như thế này đó là bởi vì ở con máy được trang bị viên pin tới tận 4500mAh, thì đây cũng là một cái điểm cộng. Pin lâu, pin to thì các bạn sẽ có thể sử dụng một cái thời gian rất rất là lâu, đồng ý với vấn đề đó. Nhưng thực chất á, là cũng nên tối giản một tí xíu để giúp cho cái máy nó đẹp hơn. Còn cái vấn đề này thì nó làm hơi dày, hơi thô một tí xíu thì mình cũng không thích mấy cho lắm. Ngoài cái pin to ra thì cái lý do tiếp theo để cho cái viền này nó dày đó là bởi vì họ sẽ phải làm cái cụm cảm biến khóa gió vân tay ở ngay trên cái nút nguồn, nên vì thế là bắt buộc cái viền của họ sẽ không thể nào làm cong vô, mà nó bắt buộc phải dày như thế này. Đây là một trong những cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy cầm ở trên con máy này trên tay nó hoàn toàn quá thô, nó không đẹp tí nào. Còn nếu như xét về mặt thiết kế ở phần mặt lưng, họ đã làm thêm một cái vòng tròn để cho nó cách điệu hơn, nó khác biệt hơn so với lại cái con K20, K20 Pro. Đồng ý là nhìn nó có khác thật đấy. Các bạn nhìn như thế này thì các bạn thấy cứ tưởng nó đây là một cái dạng cầu lồi, nhưng thực ra thì nó vẫn là một cái dạng mặt phẳng, chứ nó không có lồi gì hết. Mà họ sẽ làm một cái hiệu ứng vòng tròn vậy, với những họa tiết khiến cho mắt chúng ta bị đánh lừa và sẽ nhìn nó cứ giống như là ở đây nó sẽ làm cái cụm lồi lên, nhưng thực chất thì nó không có lồi, họ vẫn hoàn toàn là phẳng nhá. Nên là khi mà các bạn xài á, các bạn đeo ốp trong á thì nhìn nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà còn nếu như các bạn đeo những cái ốp hình, ốp này nọ vô thì nó cũng che, nó cũng chỉ lòi ra cái camera bình thường mà thôi. Nhìn nó cũng hoàn toàn cũng sẽ không đẹp đẽ gì cả.
Vậy thì nãy giờ với cái con này các bạn thấy là mình chê khá là nhiều luôn. Vậy thì thật sự là nó có mang lại lợi ích gì và chúng ta có nên mua nó hay không? Thì thật sự nếu mà với cái câu mà nên mua hay không thì mình không khẳng định ngay bây giờ được. Bởi vì nó sẽ còn tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người nữa và cũng như cái sở thích của các bạn. Với cái con máy này thì mình thấy cái điểm mạnh của nó là ở cái phần màn hình và cái phần pin. Thì với phần màn hình là sử dụng cái tốc độ là 120Hz, giúp cho mọi người có những cái trải nghiệm nó rất là nhanh nhạy và mượt mà. Cái thứ hai á, là nó có viên pin 4500mAh cho mọi người có thời gian sử dụng nó rất là lâu. Và cái điểm thứ ba á, đó là ở cái phần camera của chiếc máy này. Nó sẽ được sử dụng camera chính với độ phân giải lên đến 64MP. Và đặc biệt nhất, khác bọt nhất so với ở trên Redmi Note 8 Pro, đó là camera này sẽ được sử dụng cảm biến Sony, sẽ mang lại cho mọi người một cái chất lượng ảnh khi mà nó ra nó sẽ ngon hơn, cái nước ảnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại cái cảm biến đến từ Samsung. Thì khi mà các bạn chụp ra các bạn nhìn thấy nó sẽ hoàn toàn perfect hơn rất là nhiều và thích mắt hơn so với lại cái cảm biến Samsung ở trên Redmi Note 8 Pro. Và cụ thể hơn thì trong video ngày hôm sau thì mình sẽ đánh giá cho các bạn chi tiết về phần camera, về phần trải nghiệm, về phần test game và cũng như là những cái thao tác sử dụng ở trên cái con K30 này, để xem là nó thật sự nó có làm cho chúng ta khó chịu và có thật sự là nên mua hay không. Còn đây là cái video nói về cái cảm giác nhìn và cũng như cái tổng quan ban đầu khi mà đập vào mắt của người tiêu dùng của chúng ta về cái sản phẩm này. Thực sự là nó quá thô, mình nói thẳng một câu luôn ấy. Nhưng mà để xem là với những cái trải nghiệm lâu dài thì cái K30 này sẽ mang lại cho mình những cái trải nghiệm nó có tốt hơn hay không. Mình hy vọng rằng là nó sẽ mang lại cho mình một số những cái sự thay đổi, là bởi vì mình vẫn tin vào cái câu chuyện vịt hóa thiên nga, thì cái con vịt đấy cuối cùng nó cũng sẽ hóa thành một cái cô thiên nga rất là xinh đẹp và được mắt và cũng như là rất là nhiều người thích. Thì mình hy vọng là với cái con K30 này sau một thời gian dài sử dụng, trải qua nhiều ngày, và thì nó sẽ trở thành một cái sản phẩm tốt và cũng như là ngon lành hơn trong mắt của mình và cũng như là trong mắt người tiêu dùng, để gửi đến các bạn một cái video đánh giá ha. Đó, nếu như các bạn là chúng ta không muốn bỏ qua video đánh giá chi tiết về K30 này thì các bạn hãy bấm ngay nút đăng ký kênh Đi Review và bấm luôn cái chuông kế bên, khi nào có video thì YouTube sẽ thông báo dành cho các bạn. Và xem hết video này các bạn đừng quên cho video để một like, cũng như nếu như các bạn là chúng ta quan tâm về sản phẩm K30 thì các bạn có thể tham khảo tài cửa hàng di động thông minh thông qua cái link mình để sẵn cho mọi người ở dưới phần mô tả video. Và với sản phẩm K30 này thì cái mức giá của máy nó đang rơi vào tầm khoảng là hơn 5 triệu và hơn 6 triệu tùy cho phiên bản bộ nhớ khác nhau. Và video của mình đến đây thì đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Bye bye.